Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ hai Ngày 9 tháng 11 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm canh tí Ngày này là ngày Bính Thìn, tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim Quỷ giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sa trung thổ, ngày bính thìn, tức can sinh chô chi, có nghĩa là họa sinh chô thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sa trung thổ, kỵ tuổi, canh tuất, nhâm tuất, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tuất vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi mậu tuất nhâm tuất nhâm ngọ nhâm thìn và nhâm tý tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc sao nguyệt đức tốt mọi việc sao giải thần đại cát tốt cho việc tế tử tố tụng giải oan trừ được các sao xấu sao ích hầu tốt mọi việc nhất là cưới hỏi, sao mẫu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao thanh long, hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao vạn vong, thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng chính đông. Tiếp theo, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên ạ mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp phù trợ sẽ giúp cho bạn tuổi Tý có được sự lãng mạn trong đời sống tình cảm của mình và đối với những nàng đang còn độc thân thì đã có chủ, nếu như bạn đang muốn ngọn lời yêu thương với ai đó thì cái thời điểm này cũng khá chi là thích hợp với bạn nữa bạn tuổi tí nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này gây ra sự cản trở trong việc kết nối mọi người. Vì thế, với bạn tuổi tí có thể đang cảm thấy mọi nỗ lực hòa nhập của bản thân mình vào nhóm bạn hoặc là một tổ chức nào đó đang bị cản trở. Tuy nhiên, lý do cho việc này là từ nguyên nhân của họa chứ không phải là bắt nguồn từ bạn. Và nếu như bạn tụ tí cảm thấy bực tức thì bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi chuyện đã qua đã được giải quyết bạn tụ tí nhé và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này mang lại cái điểm báo không tốt liên quan tới sức khỏe của bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này. và nếu như bạn không nghỉ ngơi đầy đủ thì tình trạng của bạn càng ngày càng tồi tệ hơn. vì thế bạn hãy bỏ mọi việc sang một bên để được nghỉ sớm để cho sức khỏe của mình được cải thiện tốt tốt hơn bạn tuổi Tý nhé vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim đừng quá tin bạn sẽ thất vọng nhiều tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tôn trọng ý kiến của người lớn tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa có những thứ không thể cứu vãn được tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nên nghỉ ngơi nhiều hơn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng trông mong điều gì không thể về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông thìn tuất Sửu mùi cho nên với bạn tuổi Sửu đang cảm thấy khó khăn trước những mong muốn mâu thuẫn của bản thân mình về những mong muốn với việc mình thực hiện bạn nên tránh gây xung đột trong ngày này bằng việc tránh nối nhiều và nối dai thường là nối dài đối với bạn tuổi Sửu nhé sự tập trung của bạn tuổi xỉu trong ngày này trở nên cao độ khi bạn đang gặp được chính con chia chở. thế nên với bạn tuổi xỉu không khó hiểu nếu như bạn có một ngày làm việc hiệu quả với những thành tích giá trị. Tuy nhiên, bạn đừng quên rằng thời gian cho việc nghỉ ngơi cũng quan trọng không kiếm giúp cho bạn lấy lại được năng lượng tinh thần cho những ngày tiếp theo và với bạn tuổi xỉu, bạn biết mình thuộc người chăm chỉ và chẳng bao giờ lãng phí một giây phút trong cuộc đời của mình đâu đó bạn tự xỉu nhé. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tự xỉu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi xỉu cảm thấy rõ ràng mình hay hồi hộp, cảm xúc không thể kiểm soát được và thường bị tác động bởi lời người khác nói. Tâm lý không tốt sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu liên quan tới sức khỏe của bạn. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu nên tránh việc suy nghĩ quá nhiều bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, xuất hành đi xa thì không được thuận lợi, có điểm báo va chạm, cãi cọ, thị phi và nghiệp khó thành, có sự sai sót về giấy tờ đối với những ai đang làm ở văn phòng và không nên ký kết hợp đồng quan trọng trong ngày nữa bạn tuổi Sửu nhé tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim tránh những cán dọ xa hoa tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy hãy học cách yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, chớ nên tin những lời ngọt ngào tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ mọi sự chuẩn bị đều rất cần thiết tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc cẩn thận kéo lại chi tiêu quá đà. Về đánh giá của bạn tử xỉu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất tuổi tí Tử vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp được ngày có tam hội phù trợ đây là lúc với bạn tuổi dần có thể kết nối bạn bè cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị của cuộc sống tuy nhiên với bạn tuổi dần, bạn cũng đừng quên dành cho mình những cái khoảng lặng thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn một chút sau một ngày dài làm việc với nhiều hoạt động sôi nổi và ổn ào bạn tuổi dần nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này có thể mang tới vận may bất ngờ cho bạn tuổi dần trong ngày hôm nay khi cơ hội đến với một cái đích mới là dấu hiệu rõ ràng cho thấy với bạn tuổi dần đang đi đúng hướng nữa rồi. Dù bất cứ ai có nối ngã, nối nghiêng gì đi chăng nữa thì bạn hãy tự tin vào cái chặng đường mình đã đi và bạn sẽ thấy được kết quả thật xứng đáng với những cái nỗ lực mà mình đã bỏ ra nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có cục diện ngũ hành xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi dần nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Thời gian vừa qua, có vẻ bạn đang xiêm nhẹ việc này. Nhất là đối với những ai hay bữa bữa sáng thì nên thay đổi vì việc này sẽ phát sinh không ít bệnh tật. Nhất là khi bạn về già bạn tuổi dần nhé. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, cái việc xuất hành đi xa thì gặp được nhiều may mắn, gia đạo có tin vui, đi xa có người giúp đỡ, công việc thì được thuận lợi, có tài lộc tăng tín bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, hãy tự thử cho mình muốn đồ thật ý nghĩa. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa nên tự giải quyết vấn đề mình gặp tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ những ý kiến xung quanh chỉ nên tham khảo tử vi tuổi canh dần thuộc mộc công việc có chiều hướng thuận lợi hơn trước tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nhận được sự giúp đỡ của người lạ vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 Số 5. Giờ tốt. Từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cá tường. Màu đen. Màu vàng. Quý nhân phù trợ. Tuổi thìn. Tuổi thân. Từ vi tuổi mão thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cái điều này mang lại trò dựa tinh thần cho bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay khi tinh thần của bạn đang xuống dốc nhé và với bạn tuổi Mão dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa bạn vẫn có nhiều người yêu quế yêu quý và đưa cho bạn lời khuyên hữu ích cũng như là cổ vũ về mặt tinh thần cho bạn rất chi là tuyệt vời nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi mão đang có điểm báo phải đối mặt với nhiều thử thách trên một nấc thang mới sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, chúng hứa hẹn là đoàn bẫy để cho bạn sở hữu góc nhìn trưởng thành hơn trong công việc, cũng như là đưa những kinh nghiệm đã tích góp của bản thân mình lên một tầng cao mới bạn tuổi mão nhé. Và trên tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão, bạn mệnh nên lưu ý trong ngày này không nên trị bệnh ở thần. Do, do vậy bạn không nên tác động lên vị trí này bạn tuổi mão nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão, cái việc cầu tài, khai trương, xuất hành, đầu tư, ký kết hợp đồng không được thuận lợi với bạn. Đi xa, không có người giúp đỡ, khó khăn, nghiệp khó thành và nên tránh làm những cái công việc trọng đại trong ngày bạn tuổi mão nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy đừng mong đợi quá nhiều ở người khác. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa có điều mang lại cho bạn sự bất ngờ. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ khó khăn sẽ chỉ làm cho bạn trưởng thành hơn. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nỗi sợ ai cũng có và bạn hơn người khác là tìm cách xử lý chúng. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim đối mặt với việc gì cũng nên phải tự tìm cách giải quyết trước, đừng cố hỏi bạn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1. Số 3. Giờ tốt. Từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường. Màu bạc. Màu hồng. Quý nhân phù trợ. Tuổi giàu. Tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình cái điều này khiến cho bạn tuổi thìn rơi vào những suy nghĩ không đầu không cúi một mặt bạn muốn tiến nhanh hơn nhưng mặt khác bạn lại thiêu đuổi tiêu chí chậm mà chắc và với bà tử thìn, bạn cần phải xác định rõ ràng động lực thực sự của mình và sau đó bạn có thể cân bằng lại những nhu cầu của bản thân và bạn có biết mình thuộc côn giáp vượng vận về quý nhân đi đâu cũng có người giúp đỡ nữa đó bạn tuổi thìn nhé và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn tuổi thìn đang gặp một số sự cố ví dụ như là trong công việc bạn cần phải lưu ý tới yếu tố về thời gian điều đó là rất quan trọng để có thể giúp cho bạn không bị trễ hẹn, sai giờ và bị đánh giá thấp trong mắt một ai đó. Và với bà tử thìn, bạn cũng nên lên kế hoạch làm việc hay là lịch trình cụ thể và sự lưu tâm tới lịch trình ấy nếu bạn muốn một ngày làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn với mình nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tử thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này làm cho bà tuổi thìn thường xuyên cảm thấy bất an ở trong lòng. Một phần là do sức khỏe của bạn không được như ý nên khó đảm bảo được việc tập trung làm việc gì đó. Và với bà tuổi thìn, nếu cần thiết thì bạn nên nghỉ ngơi sớm và chớ nên gắng sức quá nhiều bạn tuổi thìn nhé. Ngày này đối với bà tuổi thìn, những người làm ở văn phòng thì giấy tờ, hồ sơ sổ sách có điểm báo sai sót, vì vậy bạn nên cẩn trọng, trong ngày không nên tham gia chuyện bao đồng, thất lý, thua thiệt, hao tài mất của nửa bạn tuổi thìn nhé. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa đừng phóng đại quá mọi việc, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ cơ hội luôn tồn tại xung quanh bạn, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đừng vội từ chối tình cảm của người khác, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim hãy tìm ra phép màu cuộc sống trong những việc mà bạn đã làm. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy đừng đánh giá người khác khi bạn chưa thực sự hiểu vấn đề. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi xỉu. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên tài hỗ trợ cho bạn, cho nên với bạn tuổi tỵ trong việc tìm kiếm những cơ hội liên quan tới việc gia tăng về tài sản trong ngày hôm nay rất chi là tốt và với bà Tử Tỵ, bạn có thể nhận được lời khuyên rất có ích từ người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm giúp cho bạn có được định hướng tốt cho công việc lên kế hoạch về tiền bạc của mình nữa. Trong ngày này đối với bà Tử Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh, đây là tín hiệu tốt để cho bạn Tử Tỵ tìm cách cải thiện cái mối quan hệ của mình, bao gồm cả tình cảm giữa mẹ chồng, nàng dâu, em chồng, chị dâu. Cái việc giải tỏa căng thẳng giúp cho bạn tuổi tỵ cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn và có thời gian tập trung cho những việc ý nghĩa hơn nữa bạn tuổi tỵ nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi tỵ đối với những nhà có thai phụ thì không nên dịch chuyển đồ đạc, không nên tiến hành những cái công việc như là đục đẽo sửa chữa bởi cái điều này sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi nữa. vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa dành lời tốt đẹp để khiên tặng người khác tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có khúc mắc trong lòng tìm được câu trả lời tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc bạn học hội được điều mới mẻ từ người khác. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim đừng bắt ép ai đố làm theo ý mình. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ cho nên với bạn tuổi ngọ không phải luôn nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc của một ngày được thảnh thơi với bạn và với bạn tuổi ngọ bạn cũng cảm thấy rất chi là lạc quan về tình hình tài chính của mình trong tương lai nữa có thể vì bạn đã có được một khoản tiết kiệm nhô nhỗ nào đó để bảo đảm cho tương lai của mình nữa rồi nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang lại tín hiệu tốt từ sức khỏe cho tới mối quan hệ của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Nhờ đó mà, ngày hôm nay với bạn tuổi ngọ trôi qua thật nhẹ nhàng, dễ chịu hơn bao giờ hết. Có một số khúc mắc được giải quyết và sau này bạn không phải bận tâm tới chúng nữa nhé. Và ngày này theo khổng minh là ngày xấu Vì vậy, với bạn tuổi ngọ, nếu như có dự định làm những cái công việc trọng đại thì bạn nên hoãn lại ngày hôm sau thì sẽ phù hợp hơn. Nếu như bạn càng cố gắng làm những cái công việc trọng đại thì nguy cơ sai phạm là rất nghiêm trọng đối với bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, ai cũng mang lại cho bạn bài học quý giá. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy cẩn thận kéo để xảy ra mâu thuẫn tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa bạn cần phải chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ có chuyện gì nên thẳng thắn nói ra tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nhiều việc diễn ra được thuận lợi về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tỵ. Tử vi tuổi Mùi thứ hai, ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Mùi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Đây là lời nhắc nhở đối với bạn tuổi mùi, chớ có phạm phải sai lầm thêm nữa. Hiện tại có thể là việc nhổ, nhưng nếu bạn không dừng lại hoặc là tìm cách cải thiện thì chuyện nhổ lại hóa ra to. Với bạn tuổi mùi, bạn sẽ chẳng thể kiểm soát được tình hình này đâu. Hơn nữa, những việc không liên quan tới mình trong ngày này thì đừng có can thiệp, đừng có để ý làm gì bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi mùi nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Có những dấu hiệu bên ngoài bạn không thể đoán biết được. Vì thế, khi cảm thấy không ổn thì tốt hơn hết là đi khám bác sĩ để ngăn chặn tình hình càng sớm càng tốt bà tuổi mùi nhé. Ngày này đối với bà tuổi mùi, nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, bạn phải chấp nhận có những sự thật không mong muốn xảy ra. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, có những hy sinh hoàn toàn là xứng đáng. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, sao còn nhắc lại chuyện cũ cho đau lòng thêm. Từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ lên kế hoạch tốt hơn cho mục tiêu mới. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc hết lòng cho công việc một lần xem sao. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Từ vi tuổi Thân, thứ 2, ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn cho nên bạn có được nhiều may mắn về phương diện tình cảm của mình đây là thời điểm vàng để cho các cặp đôi tìm hiểu thêm về những khía cạnh khác của đối phương trong khi đó đối với những ai còn độc thân sẽ chứng kiến sức hút khố cường của mình được lan tỏa nữa nhé. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện, hối thúc bạn, khiến cho bạn tuổi thân bận rộn hơn. Nhưng bạn vẫn nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn tới mọi người xung quanh bạn, bởi có ai đó đang gặp rắc rối và rất cần tới sự góp ý, động viên từ nơi bạn. Và với tư duy nhạy biến, bạn có thể đưa ra lời khuyên rất chỉ là hữu ích cho họ lúc này nữa bạn tuổi thân nhé. Ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi thân, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi thân khiến cho người khác phải ganh tị. Việc này không tự nhiên mà có được, đó là kết quả sau một thời gian dài kiên trì tập luyện thể dục thể thao. Nhưng hơi hơn ai hết, bạn biết rằng lắng nghe các dấu hiệu của cơ thể mình nữa nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, đừng vội khuyên ai đó. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, hãy thử một lần yêu hết mình xem sao. Nhưng chớ chấp nhận hậu quả. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, không vui, hãy nghe nhạc, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, có những thay đổi là cần thiết. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt. Từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi giàu thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi giàu đang gặp được ngày có lục hợp phù trợ cho nên với bạn tuổi giàu hóa giải được mọi mâu thuẫn trong ngày hôm nay và bạn tuổi dậu bạn nhận ra lỗi của mình và chủ động sửa chữa còn lại phụ thuộc vào việc đối phương có bộ qua lỗi lầm của bạn hay là không mà thôi với những ai cố chấp thì bạn cũng chẳng thể nào thay đổi được họ và bạn nên tập trung vào công việc của mình trong ngày hôm nay thì tốt hơn bạn tuổi dậu nhé trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp được ngày của chính ấn xuất hiện đây là cơ hội tốt để cho bạn tuổi dậu bắt tay vào hành động thay vì suy nghĩ chần chừ tính toán thì bạn hãy tính toán thật nhanh và có hành động thích hợp ở thời điểm phù hợp sự nắm bắt cơ hội sẽ giúp cho bạn có được sự thành công rực rỡ nữa nhé trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày của thổ sinh cho kim vượng cái điều này mang đến tin vui liên quan tới sức khỏe cho bản mệnh tuổi dậu trong ngày hôm nay và ngày này nếu như ai đang ốm sẽ rất nhanh hồi phục một số người tìm được mục tiêu mới để chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại cho mình nữa nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy không thể ép người khác hiểu mình khi chính mình còn không thể tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, mối quan hệ diễn ra thuận lợi, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ khi làm việc gì đó nhất định phải tập trung, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc có nhiều sự cố được bạn giải quyết nhanh gọn, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim công việc đã đi vào khuôn khổ và dễ dàng hơn. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp ma sao, tài lộc 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi tốt thứ 2 ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tử tuất cho chúng ta thấy là Cách vận trình của bạn tử tuất trong ngày này bạn chớ xem thường khi đang chịu tác động của ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi gây ra cho bạn chúng làm cho bạn dễ nạn trí, muốn bã cuộc dù là việc lớn hay là việc dễ dàng và bạn hãy tìm cách vực lại tinh thần của mình bằng những suy nghĩ tích cực và nhìn về những thành công của mình trong quá khứ để thấy mình cũng là người xuất sắc nữa bạn tuổi tuất nhé. Mặt khác, trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tự tuất khó chịu với những nhiệm vụ không tên dù bạn nghĩ rằng mình có thể xử lý được tất cả chúng. Nhưng nếu quá ôm đồm, bạn sẽ thấy mình kết thúc một ngày thật tồi tệ với những thành quả không như mình mong muốn, cần sự giúp đỡ của mọi người, cũng như là có sự phân chia công việc trong ngày này sao cho hợp lý nữa bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tuất, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên tiến hành dịch chuyển vị trí đồ đạc hay là tu sữa, đục đẽo, tránh làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi nữa bạn tuổi Tuất nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa sức khỏe của bạn luôn được ưu tiên là nhất tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ hãy tỏa ra chuyên nghiệp trong công việc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc hãy đưa ra quyết định của riêng mình tử vi tuổi canh tuất thuộc kim bạn dễ sai chi tiết vì bất cẩn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy lời người khác nói chỉ để tham khảo về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tử vi tuổi hợi thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang có sự chậm rãi do ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh khiến cho bạn tuổi hợi không vui vẻ gì cho lắm tuy nhiên thật khó để có thể tạo ra được những đột phá trong ngày hôm nay với bạn và với bà tuổi hợi, hãy cố gắng cho mình thời gian để có thể lấy lại sự tập trung, đặc biệt là với công việc. Điều quan trọng nhất là xoa dịu những cảm xúc của mình bằng những mục tiêu tích cực có ý nghĩa hơn nữa bạn tuổi hợi nhé. Ngày thứ hai này, đối với bà tuổi hợi, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy tâm trạng của bạn tuổi hợi đang có sự bất ổn và bạn được giải thích là vì sức khỏe của bạn không tốt, bạn thường xuyên khó chịu trong người và trở nên cáo kỉnh. Từ đó mà công việc của bạn cũng không được thuận lợi và các mối quan hệ xã giao xung quanh bạn cũng trở nên căng thẳng hơn. Và bạn đừng có trách người khác không hiểu mình, bạn nên xem lại bản thân mình trước đã bạn tuổi hợi nhé. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi ngày này không thích hợp để cho bạn thực hiện những cái công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, trổ cửa, gắn cửa hay là chôn cất. Và theo khẩu minh, hôm nay cũng là ngày xấu. Vì vậy, bạn không nên tiến hành những cái công việc trọng đại cũng như là xuất hành hay là xuất tiền lớn ở trong ngày bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi, thuộc hỏa, mục tiêu mới của bạn hơi quá tầm với, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ hãy tìm lại động lực cho mình, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có người khiến cho bạn bực mình, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim lời khuyên của bạn không thực sự ổn, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nên học cách đối diện với thực tế. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày Xin chào và hẹn gặp lại